Ở đây anh em nào đã từng nghe qua mic BBS và Beyer chưa ạ? Và nếu như các bác nghe qua rồi thì hiện tại em đang ở nhà máy mic BBS và Beyer. Phải nói là đi vào đây rất là ngạc nhiên luôn. Bởi vì một cái nhà máy sản xuất mic mà nó quá rộng các bác ạ. 80.000 mét vuông anh em nhé, với 12 tòa nhà. Đấy. Để hiểu là cái tầm cỡ của công ty này nó lớn như thế nào rồi. Đây có lẽ là công ty sản xuất mic lớn nhất ở Trung Quốc. Và trước mắt các bác là một cái bãi đỗ, không phải là đỗ xe ô tô, bởi vì là ô tô đỗ đây rồi. Ở kia là đỗ trực thăng các bác nhá. Đỗ máy bay đấy ạ. Cái bãi đỗ này thì chuyên dành cho chính phủ ấy, người nhà nước. Họ nghe những sản phẩm của BBS thì họ đỗ vào đây. Ông giám đốc ông vừa chia sẻ xong. Ở khu này thì có 12 tòa nhà, rất là rộng luôn anh em ạ. Và cái khu này thì nó có giá trị khoảng tầm 300 triệu nhân dân tệ. Một con số rất là kinh khủng luôn đấy ạ. 300 triệu tệ các bác nha. Đấy. Thì cái thương hiệu ngày xưa là BBS, Beyer thì nó là hai thương hiệu nó khác nhau. Nhưng mà mới nhập vào nhau khoảng tầm 5-6 năm gì đó. Em nhớ không nhầm thì khoảng tầm năm 2018-19 gì đó. Đó, không rõ lắm. Nhưng mà đây đều là hai công ty cũng phải nói là làm mic rất là mạnh. Bây giờ thì nó là một rồi các bác nha. Và khu này thì nhìn gọi là rất là xịn sò luôn. Đấy. Và tất nhiên rồi, sau chuyến đi này thì sẽ có mic BBS và Beyer giá hợp lý để phục vụ các bác nhá. Và đây là khu trưng bày sản phẩm của các bác nhá. Đây, loa này. Vào cái khu này thôi thì nhìn đã rất là hoành tráng rồi. Đây là những cái mẫu mic BBS. Ở đây thì có rất là nhiều mẫu luôn đây anh em xem này. Trên kia là loa. Đây. Rất là đa dạng cái sản phẩm, loa, micro, âm ly cũng có luôn này. Kia là chắc là đồ hội nghị, hội thảo. Mic để bàn. Đấy. Ở cái khu này thì phải đính chính lại một chút là xây dựng hết khoảng tầm 300 triệu nhân dân tệ các bác nhá. Chứ còn đất nữa thì nó phải cao hơn. Cao hơn khá là nhiều đấy. Đây. Ở Việt Nam bao giờ có một cái công ty nào về âm thanh mà là có quy mô như này các bác nhỉ? Chắc là phải đợi khoảng tầm chục năm nữa. Philip. Đây là một góc nhỏ trong xưởng sản xuất của BBS anh em nhé. Cái dòng này thì tiếng cực kỳ hay rồi. Và cái lớp sơn của nó anh em nhìn này, sơn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, sắp tới thì có lẽ là sẽ mang nhiều cái mẫu của BBS này về để phục vụ các bác. Rất đẹp.
Nhìn cái lớp sơn nó giống kiểu là cái sơn trên ô tô anh em ạ. Đây các bác sẽ tưởng tượng là nó có 12 tòa như này. Thì mất 11 tòa là toàn xưởng rồi, sản xuất. Sợi. Cái quy mô của cái nhà máy này nó kinh khủng khiếp luôn đấy. Này, tự động hóa. À, đây là cái quy trình test mic trước khi gửi cho anh em này. Tổ kiểm tra. Đấy. Ở đây sẽ có một cô ấy lau đi vào đấy, hộp vào. Đây, sử dụng loa PV anh em nhé, test. Đây chỉ là một trong những cái khâu rất là nhỏ thôi, còn bên này thì họ làm một cái mic, họ làm từ A đến Z luôn. Đấy, rất nhiều quy trình. Được chưa?